ترجع مرة ثانية لمصلحة منتخب فيتنام. هجمة مرتدة لمصلحة الفيتناميين. Đội Việt Nam phản công. Đường truyền của Tuấn Phong cho Văn Quyến. Văn Quyến xử lý rất hay. Và tỷ số là 1-0 cho các đội Việt Nam. Văn Quyến đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Pha bóng rất xuất sắc của Phạm Văn Quyến trong sự vỡ hòa của toàn đội. Chúng ta xem lại pha phản công rất hay của đội Việt Nam. Tuấn Phong đã chuyền bóng rất khớp nhịp và rất chính xác. Văn Quyến có pha xử lý rất tinh tế và hạ gục thủ môn Lyon Giai. Tất cả đều bất ngờ khi mà lúc này đội Việt Nam đang dẫn với tỷ số 1-0. Pha dừng bóng rất tốt. Sau đó là một cú đá hết sức tinh tế.